chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đặng Văn Minh. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bãi miễn chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Đặng Văn Minh do ông này đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng. Bị bắt vào tháng 3 năm 2024 vì tội nhận hối lộ. Sáng mùng 6 tháng 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 23, chuyên đề. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Văn Minh do ông này đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng, bị bắt vào tháng 3 năm 2024 vì tội nhận hối lộ. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết như việc bổ sung dự toán thu chi năm 2024 từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài với số tiền hơn 19 tỷ đồng, kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình dự án khác đợt 3, việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh vẫn yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát lại tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh gắn với kế hoạch đầu tư công và điều hành tài chính ngân sách. Đối với việc trễ hạn bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các địa phương rà soát lại các nội dung vướng mắc để báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết. Những nội dung đã giải quyết thấu đáo nhưng người dân vẫn chưa đồng thuận, địa phương cần kiên trì tuyên truyền, vận động không để chậm trễ. Bởi đây là công trình trọng điểm quốc gia liên quan đến nhiều địa phương. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi lưu ý, hoạt động tiếp xúc cử tri đang diễn ra tại các địa phương. Do đó, các đại biểu cần thông tin về tình hình kinh tế, xã hội cho cử tri và nhân dân biết, nhất là thông tin những cơ chế, chính sách tỉnh đã ban hành. Về nội dung liên quan đến công tác cán bộ, các địa phương thông tin đến cử tri và người dân những thông tin chính thống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, không để các đối tượng lợi dụng xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân. Các địa phương quan tâm đến công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên, nhân sự, nhất là chủ động rà soát tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ ở địa phương để chuẩn bị cho công tác đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.